Rồi chúng ta tiếp tục với chương trình tiếng Anh lớp 3 Global Success và bài tập hỗ trợ bài số 11 phần 2. This is a photo of my family. Câu số 1, the gì? Người đàn ông kia là bố tôi. Người đàn ông, chúng ta khoan vào từ này. Câu số 2, người phụ nữ đó là mẹ tôi. Phụ nữ là từ nào? Phụ nữ là từ woman. Câu số 3, my sister is 20, 20 years old. Year nó phải có sờ. Cậu bé này là gì? Cậu bé thì phải là this boy is my brother. Còn bài tiếp theo là bài sắp xếp. How old is your brother? How old is your brother? Rồi, how old is your brother? Là câu trả lời của ta. How old is your brother? Câu tiếp theo đó là gì? Tony is 11 years old. Tôi đi 11 tuổi. Câu số 3, my mother is 35 years old. Mẹ của tôi 35 tuổi. Câu số 4, how old is his sister? Chị gái của anh ấy bao nhiêu tuổi? Câu số 5, her father is 43 years old. Bố của cô ấy 43 tuổi. Xong bài số 10 là bài viết. Hello, my name is V. I'm 8 years old. There are five people in my family. My father, my mother, my brother, my sister and me. My father is 45 years old. My mother is 40 years old. My brother is 12 years old. Rồi, đây là cái bài của chúng ta.